Vâng, em xin chào các bác. Nay tiếp tục đây nhá, mùa đông rồi thì là cái nhu cầu về cái bình thủy giữ nhiệt này, bình đun nước giữ nhiệt này thì cũng rất nhiều người đang cần này. Đấy. Vì mọi người thích có cái nước nóng để uống mỗi khi thí dụ tỉnh dậy hoặc là trời lạnh đi về có cái cốc nước ấm nó uống nó sướng các bác ạ. Đấy, nó tỉnh cái người. Đấy. Thì rất nhiều bác cũng đang hỏi cái bình thủy này nhá. Thế là hôm nay em lên cho các bác ở đây là hai cái bình thủy của Tiger này. Thương hiệu Tiger thì các bác biết rồi, hàng rất nổi tiếng của Nhật Bản rồi đúng không ạ? Đấy, nói đến Tiger thì không ai không biết cả. Tiger, Joji, Hitachi, Panasonic, đấy, Sanyer, mấy cái hãng đấy thì không thể nào mà nói chuyện là người ta không biết đến cái tên tuổi của nó cả. Giống như điều hòa Daikin ấy, đấy, đúng không? Điều hòa Daikin thì nó là các tên đầu bảng rồi đúng không? Đấy. Hay là xe máy của Honda, SH, đấy, Epernet. Thì mọi người ai nghe gần như cũng sẽ biết đúng không ạ? Thì đấy là thì kiểu nặng như vậy. Em ý của em là cái Tiger này thì là bình thủy nó quá nổi tiếng rồi, là cái thương hiệu nó quá nổi tiếng rồi và mọi người nhắc đến Tiger là biết rồi đúng không ạ? Đấy, hôm nay em về là hai bình nhá, một bình là vỏ bằng nhôm kim loại này, vỏ inox này. Đấy, và một con là vỏ, không biết đây có phải vỏ inox không nhỉ hay là vỏ gì, nhưng mà nói chung vỏ kim loại. Đấy, vỏ kim loại nhé, một con vỏ kim loại và một con bên này là vỏ nhựa. Đấy, đều là dòng 3 lít nhé, đều là dòng dung tích 3 lít hết. Đây, 3.0, 3.0 này. Đấy, đều là dòng 3 lít hết nhé. Đấy, một con Tiger bên này thì đời cao hơn, xịn hơn, và con Tiger bên này thì đời nó thấp hơn một chút xíu. Đấy, thì đây, đời này thì nó sẽ không có màn hình nhé, và đời này có màn hình, có nhìn này. Đấy, thì đời cao hơn nó sẽ có màn hình, còn này đời thấp hơn một chút xíu. Đấy, thì đương nhiên đời thấp hơn là giá nó sẽ hơn, đời cao hơn là giá nó sẽ cũng sẽ có sự cao hơn. Đấy. Về cơ bản thì hai con này thì nó đều còn rất là đẹp. Đấy, các bác có thể thấy là dây nguồn đi kèm nó đây nhá. Đấy. Đấy. Đấy chưa? Bên này là cái con bình thủy màu trắng, vỏ nhựa. Đấy, vỏ nhựa nhá. Con này thì công suất là 700W, điện 100V. Đấy. Con này thì công suất bao nhiêu đây? Con này công suất cũng 700W điện 100V nha. Đấy, về công suất là nó ngang nhau. Đó. Ngang nhau nhá. Còn đời thì không thấy ghi ở đây. Chưa thấy ghi đời là bao nhiêu chưa thấy. Nhưng thường bọn này sẽ là khoảng 20 mười mấy gì đấy. Đấy, 2010 mấy gì đấy. Đấy nhá. Hàng về thì là đấy, bên ngoài là còn đẹp này, bên trong đây. Đấy. Bên trong còn đẹp luôn các bác nhà, này giòn riết của nó đây. Đấy. Cái nòng bình bên trong này. Rất ok đẹp nhá. Đấy. Đấy. Còn bình nó đã qua sử dụng thì kiểu gì kiểu nó cũng sẽ có một chút này kia một xíu. Đi về bác nào mà cẩn thận nữa thì có thể ngâm thêm giấm ăn. Để đun lên đun sôi nó ngâm thêm giấm ăn cho nó sạch sẽ hơn thì tùy các bác nhé. Đấy. Còn nói chung hai con bình này là cái bình còn rất là ok. Đấy. Từ trong ra ngoài đều còn đẹp. Đó. Và em đã thử đun nước cả hai con này thì nó đều đang lên bình thường nhá. Đây. Em đun cái bình trắng ở trước này. Đây thì cái bình trắng này nhá thì là nó là cái không có màn hình hiển thị này. Ây da. Này, nó không có màn hình hiển thị mà nó sẽ hiển thị bằng các cái đèn mắt cua này nhá. Đấy thì con này thì ở đây là đây, nút này là nút để chọn các cái nhiệt độ mình ủ, gồm có 98 độ, 90 độ và 70 độ. Đấy. Thì nếu như mà mọi người muốn có các nước ấm ấy, thì mình hay để 70 này. Ví dụ như mình muốn pha trà thì mình để 98, đấy. Pha sữa để 90. Đấy.
Đây nút đun lại nhá. Đấy, trong trường hợp ví dụ như là nó mình muốn đun sôi lại, mình ấn nút này đun sôi lại. Đấy. 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 Còn đây là để gọi là chuyển sang chế độ để nước lạnh. Đấy. Tức là mình sẽ không đun nước. Đấy, thì nó sẽ để đèn xanh nhé, còn nếu muốn đun thì là nút này. Đấy. Này. Bình thì đang nóng lên dần rồi. Đấy, em sẽ đun ở 98 độ để cho nó về 100 độ cho các bác xem cái nước nó sôi nhá. Về bên này thì nó sẽ có là bơm này, bơm điện nhá. Bơm điện để là bơm nước vào trong từ trong 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 bình ra cái cốc của mình để mình uống nước. Đấy. Thì về cơ bản thì bơm nó vẫn đang hoạt động bình thường. Đây là nút mở khóa bơm này và đây là nút bơm này. Khi mình muốn bơm mình đầu tiên phải mở khóa, sau đó ấn nút này. Đấy, thì nó mình sẽ đẩy xả nước ra. Ok chưa? Để bơm vẫn chạy tốt nhá. Đó. Thì con này nó có cái bơm tay như này thì nói chung là mình dùng nó cũng dễ dùng thôi. Nó rất là tiện lợi, nó không bị ấy. Đấy chưa? Thì đây là cái bình thủy Joji 3 lít. Màu trắng nhá, màu trắng. Đấy. Màu trắng màu đen của nó thôi, cái đây. Con này là BDR G301 nhá. Con này có đọc là G301 đi. Còn nếu như mà không thì tốt nhất là cứ bảo là cái bình tay cơ trắng quay cùng cái bình vỏ sắt. Đấy, bên này nhá. Vỏ kim loại bên này. Đấy, vỏ màu bạc đi, con này là vỏ màu bạc đi, con này là màu trắng đi. Đấy, thì bác nào lấy cái bình trắng này thì chụp ảnh lại và gửi Zalo cho em nhé. Và bình này đang hoạt động bình thường, đang nóng nước và giá của nó là con bình này là bình tay cơ này giá của nó là 680 ngàn đồng nhé, 680 ngàn đồng. Đấy, cái bình tay cơ 3 lít này. Đấy, nước đang đấy, chéo vào đấy, có thấy không? Nước còn đang chéo vào này. Cái tiếng réo của nước sôi các bác nghe các bác biết đúng không ạ? Nhà bình thủy Tiger loại 3 lít là màu trắng 680 ngàn đồng. Thế còn với cái bình thủy bên này thì nó có màn hình và đời cao hơn, có thêm trang bị thêm một cái bơm ở đây, ở đây là gọi là bơm bơm tay nhá. Đấy, thì mình gạt sang đây để mình có thể ấn ấn tay này. Đấy. Thì cái khi mà hơi nó đủ nó sẽ đẩy nước ra bên ngoài. Đấy chưa? Nhưng cái này thì gọi là phòng trừ chỉ có mất nước mất điện thôi. Ở đâu bình thường cũng sẽ ít dùng, nhưng mình hầu như là mình sẽ để ở chế độ khóa này là chính và dùng bơm bơm điện chứ chả ai đi dùng bơm tay cả. Bơm tay ấn đến 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 mỏi tay luôn. Đấy. Bơm tay nó trong bấm nó sẽ mỏi tay hơn. Đấy nha. Ok, nước bốc hơi các thứ đầy đủ nha, tức là bình vẫn nóng bình thường nha. Đấy. Em đã test các thứ là nó sôi nước ok rồi. Đấy, test cho các bác bấm điện cho các bác để các bác biết là nó đấy nóng để các bác nắm được cái bình thôi. Đấy, còn bây giờ em sẽ rút cái bình này ra để em quay sang cái bình bên này, test sang bình bên này nhá. Test nước của cái bình bên này. Đấy, bình bên này thì đây dây của nó đây. Mỗi con bình nó về nó sẽ có một cái dây zin đi kèm với cả bình. Đấy, thì mình thì khi mua thì sẽ được tặng luôn cái dây này để về dùng luôn. Đấy. Bình Joji này thì là bình A300. Con kia là G301 thì con này là A300. Đấy, con này nó hiện đại hơn ở chỗ là đây các bác có thể nhìn thấy là nó hiển thị được cả nhiệt độ nước. Đấy, màn hình hiển thị nhiệt độ nước nhé. Đấy, cái phím nước này nhìn nó cũng độc đáo hơn. Đấy, phím bơm nó cũng độc đáo hơn. Đây và đây các bác thấy là nhiệt độ sẽ tăng dần rồi này. Đấy, 20 đến 25 độ rồi đây. Nút này là nút chọn các nhiệt độ này. Đấy. Thì có ba mức nhiệt độ là 80, 90 và 98 nhé. Đấy. Đấy. Ở đây là một cái nút gì đấy liên quan đến bình ma thuật để đun lại gì đấy. Nhá. Đây là đun lại nước này. Đấy. Đấy nhá. Còn đây là bơm. Đây là mở khóa bơm và đây là bơm. Đây. Đây là mở khóa bơm này. Đấy, thì khi mà ấy bơm này được chưa anh nhá. Nhiệt độ là 30 độ đấy, vậy bắt đầu tăng đang đã sẽ tăng dần nhá. Đấy. Nhiệt độ 30 độ và đang tăng dần lên 35 độ rồi đấy, bây giờ nó lên 60 độ rồi này các bác này nhá.
Đấy, và con này có hiện tại hơn là cái nào nó báo được cả ví dụ còn bao nhiêu phút nữa thì đến lúc mà sôi nước này. Ví như đây là báo là còn lại bao nhiêu phút thì nó sẽ sôi này, ví dụ 9 phút. Đấy. Ví dụ thế thì nó sẽ báo nước sôi. Đấy. Thế như con này là đấy nó các bác thấy nhà nhiệt độ nó đang lên dần, tức là nó đã nóng được bình thường nhá. Đấy, nóng được bình thường luôn. Đấy, và con bình bình Tiger này nhá thì là giá của nó là đi đấy thì đời cao hơn. Đấy. Giá nó cũng sẽ khác con kia nhá. Giá con này thì là 800. Đấy, bác nào mua alo cho em. Xin chào các bác và xin hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo của bên em nhé.